lần đầu tiên được. Tụi em thấy có cái câu nào ấy thì tụi em cắt bớt nha. Sao câu này không có trong kịch bản? Cô nói được không vậy? Rồi, phỏng vấn gì? Phỏng vấn đi. Rồi. Hai mọi người, chị tham gia công ty vào tháng 11 năm 2001. Dạ, tôi làm việc cho công ty lúc 2001. Mình tham gia công ty từ năm 2001. Lúc đó là tóc còn xanh, bây giờ thì đã điểm bạc rồi nè. Chị tham gia công ty là bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 năm 2001. Ngày bắt đầu vô công ty là ngày 12 tháng 3 năm 2001. Anh tham gia công ty MMK Kết Việt Nam từ lúc đầu là từ ngày 2 tháng 7 năm 2001. Ngày đầu tiên, cái bất ngờ nhất là tìm chỗ giữ xe không ra. Cảm giác của mình rất là vui. Các cái bạn đồng nghiệp trong phòng và các anh chị đồng nghiệp trong phòng thì mọi người rất là vui vẻ, năng động. Các sếp thì cũng rất là welcome những nhân viên mới gia nhập vào công ty. Bị cái công việc đó là công việc tôi cũng thường làm, thành ra tôi nhận là tôi đến tôi cứ làm, không có gì phải lo lắng hay bỡ ngỡ hết. Cái ngày đầu tiên đó, những cái khó khăn đó, khi mới làm á, chẳng hạn là trước tới giờ thì không phải đi ca, nhưng mà khi bắt đầu vô công ty thì phải đi ca, và cái ca rất là sớm. Vì trước đó mình đã gặp các sếp rồi, cho nên khi mà bước vô văn phòng thì cũng không ấy bỡ ngỡ lắm. Chỉ bỡ ngỡ là bắt đầu khi làm công việc mới đối với mình, mà lâu nay mình chưa bao giờ làm. Ngày đầu tiên đi làm của anh, lúc đó anh được huấn luyện, cảm thấy rất là tò mò, học hỏi được nhiều thứ. Điều kiện khiến mình gắn bó là vì công ty nó luôn, tại vì mình luôn luôn cứ mấy năm là mình có một cái bước nhảy mới rồi. Thành ra nó luôn luôn, nó đâu có tạo cho mình một cái sự nhàm chán trong công việc. Chị rất là yêu thích công việc, vì cái công việc đó nó cũng mang đến niềm vui cho rất là nhiều người. Thứ hai nữa là nó cũng phát triển được cái khả năng, cái kinh nghiệm từ công ty cũ. Dạ, tôi thấy công ty rất là tốt. Tất cả ban lãnh đạo cũng như nhân viên tại công ty này á, thì không có gì để mà phan thiền. Tôi rất là yêu quý mấy công ty này. Khi mà mình bắt đầu làm thì đây là công ty đa quốc gia, công ty rất là năng động. Công ty luôn có những cái chương trình huấn luyện và đào tạo nhân viên để giúp cho nhân viên có những cái kỹ năng tốt hơn trong công việc của mình. Cái điều thứ ba nữa là mỗi một ngày mình làm việc với những cái lãnh đạo và các cái bạn đồng nghiệp rất là thân thiện, tuyệt vời. Đây là công ty thứ hai trong đời chị. Cái đầu tiên bước vô thì rõ ràng vào nó khác lạ với một công ty Việt Nam nhiều lắm. Về mô hình, về cách làm việc của các sếp, những công việc của mình nó luôn cuốn hút, tại mới mà. Đối với công việc mình vẫn còn yêu thích nó, mình sẽ gắn bó đến bây giờ. Công ty rất là quan tâm tới nhân viên. Anh gắn bó lâu công ty bởi vì anh có cơ hội học hỏi rất là nhiều. Và từ lúc anh vào tới bây giờ thì anh học rất là nhiều khóa huấn luyện. Thì đó cũng là một trong những cái phần mà giúp anh có cái sự hứng thú trong việc làm và có sự đam mê gắn sức với cùng với lại công ty lâu dài. Khó khăn thì cũng có, nhưng mà nó không trở ngại lắm. Thì cũng khó khăn trong trao đổi mọi người, thì mỗi người là một tính cách. Còn về công việc thì nói chung cũng trôi chảy. Hiện tại thì khó khăn ngày đâu cũng có. Ví dụ như năm vừa qua thì tình hình Covid nó xảy ra. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của ban lãnh đạo cũng như là các bạn đồng nghiệp cũng như ngành cấp thì đã giúp cho cái ngành hàng của anh nó có sự phát triển tương đối là ổn định trong năm 2021. Mình không gọi đó là những khó khăn, mà công việc nào thì nó cũng sẽ có những cái thử thách. Nói chung là mỗi một ngày đều có những cái thử thách khác nhau và đều đòi hỏi chúng ta nỗ lực để tìm ra cái giải pháp và cái tiếng nói chung. Cái người mà tạo ấn tượng nhất trong mùa Covid đó là bác Bruno. Bác là người rất là xông xáo, đi đến từng các ngõ ngách ở trong công ty để kiểm tra. Cứ bất cứ khâu nào thiếu người thì bác đều xông xáo vào làm hết. Người mà mình thấy ấn tượng nhất trong công ty của mình thì thời gian đầu thì thực ra mình thấy mình cũng rất là sợ chị. Nhưng mà mình càng làm việc với chị á, thì mình càng thấy rằng là chị có những cái đầu lạnh và một cái trái tim rất là ấm áp. Chị ấy chính là chị Phạm Thị Thanh Mai của bộ phận Operation. Hiện tại thì anh thấy ấn tượng nhất là ông Bruno. Ông có một cái sự là truyền lửa rất là mạnh cho tất cả nhân viên ở trong công ty. Chắc chắn là ông Scott, ông là giám đốc thu mua đầu tiên của Việt Nam. Đối với anh thì các em mới sau này làm việc thì mình cần có sự là đam mê trong công việc. Mình phải học hỏi càng nhiều, càng học thì mình sẽ càng giỏi. Chị chỉ nói với các em là khi mình làm một cái công việc gì, dù là công việc đó ở vị trí thấp hay là vị trí cao, khi mà mình yêu thích rồi thì mình mới cống hiến hết mình được.
Thứ nhất là đặt khách hàng trong tim. Thứ hai là không ngừng học hỏi trên tinh thần chiến thắng. Thứ ba là tập trung làm những việc đã giản đơn nhất nhưng mà với kết quả vượt trội. Thứ tư là công ty là nơi làm việc vui vẻ, chúng ta đối xử công bằng và tin cậy với tất cả mọi người. Together we are stronger. Lời khuyên là sau này, ví dụ mình đừng có nghĩ rằng là làm một công ty là nhàm chán. Thật ra mỗi vị trí nó đều có một cái đặc thù riêng của nó, niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng có. Cứ làm đi rồi sẽ học hỏi được nhiều thứ và sẽ có nhiều niềm vui mới xảy ra. Theo chị là anh phải đam mê nghề thì anh mở lâu được. Thật ra hành trình 20 năm thì nó cũng không phải là ngắn. Nhưng thật ra đối với chị thì nó cũng không phải là dài, bởi vì chị chưa bao giờ chị cảm thấy chị nhàm chán hết. Cô rất là muốn gắn bó công ty này. Cô làm mới có hai mấy năm à. Hành trình 20 năm là nói chung là nó quá dài, nó rất dài. Nhưng cái độ dài này nó cũng cho mình học hỏi được nhiều thứ. Buổi tiệc sắp tới thì anh mong chờ là sẽ có những cái mới từ ban lãnh đạo công ty chia sẻ cho anh em của MMega Market Việt Nam, có những sự động viên để cho tất cả anh em cùng nhau phấn đấu vượt qua tiếp tục năm 2022 thực sự là khó khăn này. Chỉ mong là mọi thành viên ở MMega không còn là F0 nữa để tham gia cái Start Party đó rất là đầy đủ. Mong chờ là ban giám đốc sẽ có một màn trình diễn dancing rất là ấn tượng. Với Miss Thủy, tôi có một số nhận xét về Miss Thủy như sau. Miss Thủy là người đã làm việc rất chăm chỉ và thông minh với đội ngũ và công ty. Kể từ 20 năm trước cho đến ngày hôm nay, trung thực và cống hiến vẫn luôn là kim chỉ nam trong lòng cô ấy. Lời nói cảm ơn là chưa đủ, nhưng thay mặt công ty, tôi xin chia sẻ lòng cảm kích và chân thành nói cảm ơn tới Thủy.